Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn an tố điểm qua vài tin chính có trong ngày hôm nay. MU đồng ý chi 70 triệu euro mua Anthony. MU bất ngờ nhắm Depay thay thế Ronaldo. Ronaldo chấp nhận giảm lương để chơi ở C1 và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU đồng ý chi 70 triệu euro mua Anthony. Hàng công của Quỷ Đỏ hiện tại đang có 4 cái tên như vậy là quá ít so với mật độ dày đặc của bóng đá Anh. Vì vậy, Eric Ten Hag đang rất muốn có thêm một bản hợp đồng chất lượng, đa năng, có thể đá cánh và tiền đạo số 9. Cái tên mà chiến lược gia người Hà Lan đang nhắm tới chính là Anthony, học trò cũ của ông tại Hà Lan. Theo Alex Krug và Stan, MU đã có ý định từ bỏ thương vụ này nhưng sự thật họ vẫn muốn có được chữ ký của tiền vệ người Brazil. Nhiều khả năng, đội chủ sân Old Trafford sẽ gửi lời đề nghị trị giá 70 triệu euro cộng với 13 triệu euro phụ phí tới Ajax sau khi trở về từ Úc. Anthony đã chơi cực kỳ tiến bộ ở mùa giải trước bên hành lang cánh phải của Ajax. Anh có 31 lần ra sân và có được 13 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải thứ hai. Thành tích phần lớn thuộc về Erik Ten Hag khi ông đã giúp học trò của mình hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều về khoản dê bóng, xâm nhập vòng cấm và dứt điểm để có lần đầu xây cạp được lên tuyển Brazil. Bản thân tiền thủ Brazil cũng thích thú với việc được gia nhập quỷ đỏ khi sẽ tái hợp người thầy cũ của mình. Mới đây, trang chủ Ajax Amsterdam vừa phát đi thông báo chính thức về việc câu lạc bộ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh 19 tuổi là Konsecao từ Porto. Điều này càng làm cho người hâm mộ tin rằng việc Anthony gia nhập MU chỉ còn là vấn đề thời gian. Ten Hag ngăn xếp MU bán Matian. Các xếp quỷ đỏ sẵn sàng cắt lỗ, tống khứ Matian sang đội bóng khác Tuy nhiên, sự xuất hiện của Eric Ten Hag đã thay đổi tất cả. Chiến lược gia người Hà Lan yêu cầu lãnh đạo MU giữ tay săn bản người Pháp, Ten Hag cũng cam kết ông có thể hồi sinh Matian. Ngay cuộc gặp đầu tiên với cậu học trò mới, Ten Hag vỗ về động viên Matian. Chính sự quan tâm từ ông thầy thúc đẩy tiền đạo 26 tuổi thi đấu ấn tượng trong tour du đấu Thái Lan và Úc. Anthony Matian ghi bàn trong cả 3 trận giao hữu của MU tính đến thời điểm hiện tại. Sự tự tin trở lại, Matian còn đang cố gắng thay đổi cách chơi bóng thiên về cá nhân, chịu khó chạy pressing và di chuyển, phối hợp linh hoạt cùng đồng đội. Huấn luyện viên Ten Hag tin rằng, ông có thể truyền cảm hứng để Matian không chỉ lấy lại phong độ ghi bàn tốt nhất, giống mùa giải 2019-2020 với 23 pha lập công, mà còn khiến cậu học trò thi đấu bùng nổ hơn nữa. Xuyên suốt quá trình tập huấn du đấu hè, Matian được xếp thi đấu trong vai trò tiền đạo cá mưa thích thay vì phải di chuyển rộng như trước. Trong bối cảnh Ronaldo vẫn đình công đòi ra đi, Anthony Martial chính là giải pháp hoàn hảo trên hàng công khi mà U khởi đầu dưới triều đại mới Erik Ten Hag. Ronaldo chấp nhận giảm lương để chơi ở C1. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, người đại diện Roger Mendes đang rất nỗ lực để tìm kiếm bến đỗ mới cho siêu sao người Bồ Đào Nha, tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ một câu lạc bộ nào ngỏ ý muốn chiêu mộ tiền đạo 37 tuổi không chờ được lâu, Ronaldo đã chấp nhận giảm tới 30% lương để được chuyển đến đội bóng có sức tham dự Champions League mùa sau. Thông tin này thực sự đã gây ra cú sốc lớn đối với người hâm mộ quỷ đỏ. Nhiều Manusian đã kỳ vọng CR7 sẽ trung thủy gắn bó với đội bóng chủ sân Old Trafford những lúc khó khăn nhất. Tuy nhiên, cũng sẽ phải thông cảm cho Ronaldo bởi với đẳng cấp và nỗ lực chinh phục đỉnh cao của anh thì sẽ không dễ dàng gì để chơi ở một câu lạc bộ đang bất ổn định và không được tham dự cúp C1 mùa tới. MU bất ngờ nhắm đề thay thế Ronaldo. Việc Ronaldo nhất quyết đòi ra đi, MU sẽ phải mang về một tiền đạo mới để thay thế. Theo chuyên gia chuyển nhượng Gia Romero, MU đã nhắm tới Memphis Depay vào mùa hè này. Ngôi sao người Hà Lan từng có một năm rưỡi khoác áo quỷ đỏ nhưng không thành công với việc chỉ ghi được 7 bàn sau 53 lần ra sân cho đội bóng thành Manchester. Dù đã ghi 12 bàn sau 28 trận tại Lila mùa trước nhưng Depay không có được vị trí đá chính đặc biệt là ở nửa sau của mùa giải 2021-2022 khi Bắc Gia mang về Emeric Aubameyang với việc Robert Lewandowski và Rafinha cùng đổ bộ vào mùa hè này, cơ hội để Depay ra sân càng nhỏ lại. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng Depay đang muốn ra đi, dù rất buồn khi chị khoác áo Bắc Gia đúng một năm nhưng anh không muốn phải ngồi dự bị trong bối cảnh World Cup 2022 đang tới gần. <laughs> Nghiêm túc Ten Hag gọi học trò là rác rưởi trên sân tập Huấn luyện viên Eric Ten cho thấy sự nghiêm túc ngay cả trong những buổi tập mở với truyền thông. Người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc tên Hag ra lệnh cho học trò trong buổi tập gần đây nhất của MU. Cố mà giữ bóng, nghe thấy không, đồ rác rưởi. Trước đó ít ngày, thân thuyền trưởng MU cũng tỏ thái độ tương tự với học trò trong trận giao hữu với Crystal Palace. Khi thấy quỷ đỏ chơi bị động trước tình huống áp sát của đối thủ, chiến lược gia sinh năm 1970 đã hết lên, các cậu đang làm cái quái gì vậy? Ten Hag muốn học trò luôn nắm thế chủ động ở mọi tình huống xử lý bóng. Ngoài ra, ông cũng muốn xây dựng một tập thể có khả năng thoát pressing và triển khai bóng mạch lạc từ sân nhà. Ten Hag phát biểu, không câu lạc bộ nào muốn bị pressing khi đang cầm bóng ở sân nhà. Nếu thoát được, đó sẽ là lợi thế lớn. Để làm được điều này, tôi cần cả đội phải di chuyển. MU đang cho thấy những chuyển biến tích cực trong bài trận giao hữu gần nhất. Quỷ đỏ không có tiền đạo chủ lực Ronaldo nhưng vẫn ghi đến 11 bàn. Anthony Martial ghi ấn tượng bằng phong cách thi đấu đầy tự tin cũng như những pha xử lý lạnh lùng trong vùng. Tuy nhiên, Ten Hag cho biết kế hoạch của ông chỉ thực sự hoàn thiện nếu có thêm một sự bổ sung cho vị trí tiền vệ mọ neo. MU theo đuổi đề rong, nhưng thương vụ này vẫn dậm chân tại chỗ khi tiền vệ người Hà Lan không muốn phải chơi ở tại Europa League mùa tới. Theo báo chí Italy, trong trường hợp không thể lôi kéo đề rong, MU sẽ dùng Van der Beek cùng một khoản tiền để đội lấy ít Ismael Banache của Milan. Vũ khí bí mật của Maguire không thể thiếu trong kế hoạch của Ten Hag. Eric Ten Hag đã ủng hộ Harry Maguire bằng cách để anh ấy giữ chiếc băng đội trưởng MU. Nhưng không chỉ vậy, Maguire hoàn toàn có thể đóng vai trò trong chiến thuật mà vị chiến lược gia người Hà Lan muốn vận hành tại MU, bất chấp phong độ tồi tệ mùa trước. MU thật sự đã có chiến dịch tồi tệ khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 tại ngoại hạng Anh. Nhiều người hâm mộ đã đổ lỗi mỉa mai Maguire sau một số sai lầm dẫn đến một số khoảnh khắc đáng xấu hổ. Sự xuất hiện của Martinez đã đặt ra nhiều dấu chấm hỏi về tương lai của Maguire tại Old Trafford một trung vệ đẳng cấp như Rafael Varane còn có khả năng sẽ sát cánh cùng cầu thủ người Argentina ở tuyến sau. Tuy nhiên, Maguire có thể đã có sẵn một con át chủ bài để sẵn sàng đập tan những nghi ngờ về khả năng của mình. Một số thống kê từ Star Monday cho thấy sự vượt trội của Maguire so với phần còn lại, và điều này có thể rất quan trọng việc xây dựng lối chơi tấn công từ phía sau của quỷ đỏ thời Ten Hag. Cụ thể, tuyển thủ Anh đã hoàn thành nhiều đường truyền và một phần ba sân phần sân của đối phương hơn bất kỳ trung vệ nào khác của ngoại hạng Anh kể từ khi Anh đến Old Trafford. Mackay đã thực hiện 687 đường truyền, nhiều hơn Americ Laporte, Anthony Orudigo và Vidi Van Dijk. Đó là điều tối quan trọng khi nói đến phong cách chơi bóng của Ten Hag, nơi ông phụ thuộc rất nhiều vào các hậu vệ để luân chuyển bóng lên trên một cách nhanh chóng và rất khoát nhất. Rất có thể, Martinez Mackay mới là lý tưởng trong hệ thống của Ten Hag và Lindelof cùng Varane phải chấp nhận làm phương án dự phòng. Đây cũng là một trong những lý do mà cựu huấn luyện viên Ajax tự tin trao chiếc băng đội trưởng cho ngôi sao người Anh. Cũng đừng quên rằng, MU mùa bóng 2020-2021 đã từng rất phụ thuộc vào cựu ngôi sao Leicester City. Khi được hỏi liệu cầu thủ 29 tuổi có phải là sự lựa chọn đầu tiên hay không, Ten Hag nói, tôi nghĩ là vậy, cậu ấy đã chứng minh điều đó trong quá khứ nhưng cũng phải chứng minh điều đó vào thời điểm hiện tại và cả trong tương lai nữa. Cậu ấy đã có 46 lần khoác áo đội tuyển Anh, Harry thực sự rất ấn tượng và tôi kỳ vọng rất nhiều từ cậu ấy. Nhưng cũng có sự cạnh tranh nội bộ đó là điều mà một câu lạc bộ như MU cần, mà không thể giành chiến thắng với 11 cầu thủ, chúng tôi cần một đội hình, đặc biệt là trong mùa giải này với rất nhiều trận đấu. Chúng tôi có Europa League, Premier League và World Cup nên chúng tôi cần một đội hình đầy đủ với những cầu thủ chất lượng cao chứ không phải số lượng. Tôi sẽ hỗ trợ Harry ở mọi nơi tôi có thể. Cuối cùng, cậu ấy phải tự tin làm điều đó và cậu ấy có tố chất để làm điều đó cậu ấy đã thể hiện điều đó rất thường xuyên trong quá khứ. Việc xây dựng tập thể đối với tôi là một điểm quan trọng và tôi luôn nói về các lãnh đạo. Đội trưởng là một người thực sự quan trọng và tôi hài lòng với cậu ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!